Nick.vn, uy tín tự động 100%, shop bán ác siêu rẻ, đa dạng game và các loại thẻ game khác nhau. Chiết khấu khủng, bán kim cương, bán quân huy giá cực rẻ, truy cập ngay Nick.vn. Top 10 khoảnh khắc cực ngầu của Thánh Lạc Zoro. Hello, xin chào toàn thể 320.000 anh em thuyền viên của bảng tặc xăm soi. Chúc anh em một ngày không vui và không mệt nhé. Zoro Noah Zoro chính là thành viên đầu tiên bảng tặc mũ rơm. Mặc dù không chính thức được xác nhận, nhưng mà trong lòng các fan hâm mộ luôn mặc định rằng Zoro chính là thuyền phó của băng. Bởi tính cách lạc trôi không xác định được phương hướng của mình, nên Zoro thường xuyên gắn với câu nói: hỏi rổ đi đứng thế nào, 5 lần 7 lượt ngã vào tim fan. Quả đúng là như vậy, mặc dù vừa trột vừa mù đường, nhưng mà Zoro lại là người thường xuyên thể hiện những tình huống ngầu hơn trái bầu. Vậy các bạn fan rổ thì liệu có còn nhớ cậu ta đã có những lần nào cực kỳ cool ngầu không? À, không cần phải nhớ đâu, vì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng điểm lại top 7 khoảnh khắc cực ngầu của Thánh Lạc Zoro. Một, Zoro xoay người để Mihawk chém. Đam mê với kiếm thuật từ nhỏ và mang trong lòng lời hứa với Kyuna, người bạn thời thơ ấu của mình rằng sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Zoro lang thang trên con đường tìm kiếm mắt rìa hâu Mihawk, người đang nắm giữ danh hiệu này. Qua bao ngày tháng lạc trôi, từ trở thành một thợ săn hải tặc để kiếm sống cho qua ngày, đến lúc trở thành thuyền viên băng mũ rơm, anh đầu tảo thì vẫn chưa bao giờ buông bỏ giấc mơ của bản thân mình. Cùng Luffy đến với nhà hàng trên biển Barati để tìm thêm đồng đội gia nhập. Thật tình cờ và thật bất ngờ, bất chợt kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới mắt rìa hâu cũng đang có mặt tại nơi này. Không để cơ hội vụt mất, Zoro đã nhanh tay thách đấu với Mihawk để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà cơ hội luôn đi cùng với thử thách, mắt rìa hâu thì cũng chỉ mang danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cho Oai thôi. Chỉ với một con dao nhỏ, Mihawk đã hóa giải toàn bộ chiêu thức của anh rổ và đâm cho anh một nhát đâm vào ngực. Biết rằng trình độ của mình còn quá non so với đối thủ, nhưng vì ước mơ và lời hứa của mình, Zoro quyết không chịu lùi bước. Thấy được tinh thần quả cảm này của anh đầu tảo, ngay cả một người có nội tại kinh thường kỳ yếu như Mihawk thì cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Mắt rìa hâu rút ra thanh hắc kiếm Zoro và quyết đấu nghiêm túc với anh rổ. Vẫn chỉ với một nhát chém, nhưng mà người thua cuộc lại là Zoro. Nhận ra mình đã không còn cơ hội nào để chiến thắng, anh đầu tảo xoay người, giang hai tay trước sự kinh ngạc của Mihawk. Câu nói, vết sẹo sau lưng chính là nỗi nhục của kiếm sĩ. Cùng với biểu cảm tự tin đón nhận nhát chém của Zoro, chính là khoảnh khắc đầu tiên trong truyện mà Zoro thể hiện ra độ ngầu lòi của bản thân. Đúng là thua, nhưng mà vẫn phải ngầu phải không các bạn? 2. Zoro chọn kiếm. Cuộc chiến với mắt rìa hâu kết thúc, may mắn giữ được mạng sống của mình, nhưng mà Zoro cũng đã bị gãy mất hai thanh kiếm. Với một người đi theo trường phái tam kiếm như anh đầu tảo, việc thiếu kiếm không khác gì bị thiếu mất cái chân giữa của mình. Zoro nhanh chóng gặp Nami, bốc cho mình một cái bát họ và đi mua hai thanh kiếm mới. Trong một cửa hàng bán kiếm tại thị trấn Lockdown, anh rổ đã nhìn thấy một thanh Meto nằm lẫn trong thùng đựng các thanh katana rẻ tiền. Tìm hiểu ra thì mới biết đây là thanh quỷ kiếm Sandai Ketetsu, một thanh bảo kiếm đã bị nguyền rủa. Những chủ nhân sở hữu trước nó đều chết một cách kinh khủng và thần bí. Nhưng một người gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì giết ma như Zoro, thì có điều gì trên đời này có thể làm anh sợ chứ? Anh đầu tảo quyết định thử xem liệu thanh Sandai Ketetsu này có chọn mình không bằng cách tung mạnh lên trời và giơ tay bên dưới đường rơi của thanh kiếm. Cảnh tượng thanh Sandai Ketetsu chậm chậm quay nhiều vòng liên tiếp trên không trung và rơi nhẹ xuống sàn nhà với vẻ mặt hiên ngang đầy tự tin của Zoro đã làm con tim của tất cả các độc giả phải ngừng đập. Anh rổ từ tốn rút thanh kiếm lên trước sự ngỡ ngàng của Tasaki và ông chủ quán. Chính bởi khoảnh khắc người chọn kiếm, kiếm chọn người, ngầu như trái bầu này của anh đầu tảo. Không cần mất tiền mua, anh vẫn được ông chủ quán tặng cho thanh Sandai Ketetsu kèm thêm thanh Yabashiri gia truyền. Đúng là ở đời, sử dụng tài năng đúng lúc chính là chìa khóa của sự thành công. Cảm nhận hơi thở của vạn vật. Đến với vương quốc Alabasta, cả băng mũ rơm lần đầu phải đối mặt với một tổ chức tội phạm cực kỳ hùng mạnh, đó là tổ chức Baroque Quốc. Chùm cuối đứng sau tổ chức này không ai khác chính là Crocodile, một trong 7 vương hạ thất vũ hải. Nhưng mà chùm cuối thì cũng phải có chùm phụ. Cánh tay đắc lực nhất của Crocodile không ai khác là Mitoan, hay còn gọi là Dabon, một tay sát thủ chuyên nghiệp. Sở hữu cho mình trái ác quỷ Super Supernomi, Mitoan có thể chuyển hóa cơ thể thành sắt thép và miễn nhiễm với tất cả các sát thương vật lý nhận vào.
Chính vì yếu tố này, việc Soro phải đối đầu với Dabon là vô cùng khó khăn. Mặc dù anh đào tạo hơn hẳn về trình độ kiếm thuật, nhưng mà tất cả các đòn tấn công chí mạng của anh rổ, dù có chém vào cổ hay vào bụng thì cũng không thể làm gì cơ thể sắt thép của Mr. One. Sau một hồi tung hết tất cả các tuyệt chiêu mà mình đã rèn luyện được, thứ mà Zoro nhận lại chỉ là hàng tá vết thương lớn nhỏ trên người. Tưởng chừng như anh đầu tảo đã phải nằm lại sau pha combo chí mạng của Mr. One, nhưng bằng tuyệt chiêu cuối cùng, đó là nhớ lời thầy dạy. Zoro đã nhớ lời thầy của mình là Koshiro đã từng nói, vạn vật trên thế gian đều có hơi thở của nó. Như ngộ được chân lý của kiếm thuật, anh đầu tảo nhặt thanh Wado Ichimuji của mình lên và tung ra chiêu thức Shishi Son Son, khúc sư tử gầm, hạ gục Mr. One chỉ bằng một nhát chém. Đến ngay cả Mr. One cũng không thể tin được rằng anh đầu tảo có thể chém được cả cơ thể sắt thép của mình và hỏi: liệu sau này ngươi có ý định cắt cả kim cương hay không? Đây cũng là một pha mắc ngầu của anh rổ khi mà lần đầu có thể vượt qua chính mình và chém đứt được cả sắt thép. Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mà riêng cá nhân mình thì cứ thấy anh đầu tảo đọc chiêu thức Shishi Son Son là đã thấy ngầu rồi các bạn ạ. Lần đầu sử dụng chiêu thức Asura. Tiếp theo trong danh sách này là khoảnh khắc Zoro lần đầu thi triển một chiêu thức kiếm pháp mới trong trận chiến với Kaku thuộc tổ chức CP9. Với khả năng kiếm pháp bậc nhất trong tổ chức CP9 kèm theo năng lực trái quỷ Uchi Uchinomi model hiệu cao cổ, Kaku đích thị là một đối thủ khó nhằn trên con đường giải cứu Rubin của anh đầu tảo. Liên tiếp là những pha tận dụng lợi thế từ chiếc cổ dài và lục thức để tấn công của Kaku khiến Zoro phải ăn một mồm tỏi, mỏi một mồm hành. Chiêu thức Rankiyaku mạnh đến nỗi có thể dễ dàng cắt đôi tòa tháp ở Enilubi sau một đòn cắt kéo. Không thể để đối thủ liên tục lấn lướt và sỉ nhục về đồng đội của mình, oán khí trong người anh đầu tảo đã tích tụ lại, tạo nên một khoảng đen bao quanh cơ thể. Chỉ với một cái lùi chân né đòn, bỗng chốc sát khí trong người của Zoro đã khiến cho Kaku phải khiếp sợ. Trong khoảnh khắc Zoro đã như hóa thành một con quỷ khát máu, cơ thể anh đầu tảo đã hóa thành 3 đầu 6 tay và tung ra chiêu thức Asura Ichibujin, tạm dịch là vương sát Asura. Chiêu thức này đã hóa giải toàn bộ chiêu thức Rankiyaku của Kaku và chém anh chàng hiêu cao cổ này thành món cầy tơ 7 món. Đây cũng là lần đầu tiên Zoro cho các fan chiêm ngưỡng chiêu thức Asura, quả thật là phê chữ E kéo dài phải không anh em? Zoro gánh chịu sát thương từ Kuma. Trận chiến với tên thất vũ hải thích bóng Gecko Moria tại Thời Bắc vừa mới kết thúc, bất ngờ trên đảo xuất hiện thêm một thất vũ hải khác, đó chính là Kuma Bạo Chúa. Thỏa thuận đầy tính thuyết phục của Kuma dành cho mọi người, đó là lấy đi cái đầu của Luffy Mụ Rơm và tha mạng cho tất cả hải tặc trên đảo, đã làm cho anh đầu tảo cực kỳ phẫn nộ và lao đến dùng chút hơi tàn của bản thân để tấn công. Dù nhận ra mình và mọi người thì vẫn có cửa, nhưng đó là cửa sổ thôi. Biết rằng không có cơ hội để đối đầu với Kuma, anh đầu tảo quyết định đứng ra hy sinh bản thân để đổi lấy mạng sống cho thuyền trưởng và tất cả mọi người. Cảm động trước tinh thần sẵn sàng hy sinh vì đồng đội của Zoro, Kuma quyết định đã cho anh đầu tảo một cơ hội. Ông đã đẩy toàn bộ tổn thương mà Zoro phải chịu đựng trong trận chiến với Moria ra ngoài và tạo thành một quả bóng tai mèo màu đỏ. Chỉ với một chút sát thương với Zoro lúc này cũng đủ để cậu quằn quại trong đau đớn, nhưng Zoro vẫn quyết định chọn địa điểm cách xa đồng đội để nhận lấy thử thách này. Khoảnh khắc Zoro đưa hai tay mình vào nhận sát thương chính là thời điểm chạm đáy nỗi đau của cậu. Zoro biết rằng sau khi nhận lấy toàn bộ sát thương sau đòn này, có thể cậu sẽ phải bước chân sang thế giới bên kia, nhưng mà vẫn quyết định làm vậy. Sanji sau khi mà bừng tỉnh đã ngay lập tức đi tìm anh, và thật bất ngờ, Zoro thì vẫn chưa chết, mặc dù thì máu đã chảy ra làm đỏ thẫm cả một khoảng rộng. Câu nói "không có chuyện gì hết, cậu đừng bận tâm" của Zoro cũng chính là minh chứng cho sự hết mình vì đồng đội của anh đầu tảo. Bạn nào mà xem pha này mà không thấy Zoro ngầu ấy thì đúng là vô lý phải không nào? Chém Monet sử dụng sát khí. Sau 2 năm time skip gian khổ tập luyện, độ khôn ngầu của anh đầu tảo cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Tại Pang Hazard, sau một hồi giày vò thân xác với Tuyết Yêu Monet, Zoro đã nhường kèo cho Tazuki vì vốn dĩ anh thì không thích ra tay với phụ nữ. Nhưng đúng là ở đời, nói thì hay nhưng mà làm thì hơi khó. Tazuki dù gáy to đến mấy cũng chẳng thể có cửa khi mà đối đầu với một kẻ sở hữu trái quỷ hệ Logia như là Monet. Chán cảnh xem hai cô nương lắc mông trái, lắc mông phải, anh đầu tảo thì vung nhẹ một đường kiếm lấy đi chút tiết trên mặt của Monet để giải cứu cho Tazuki trong một khoảnh khắc khốn cùng. Zoro tiến tới Monet, nở một nụ cười ngạo mạn và nói: "Ngươi có bao giờ nhìn thấy một con thú dữ không cắn người chưa? Còn ta thì chưa." Sát khí và ánh mắt hung hãn từ người anh rổ toát ra đã làm Monet bị chôn chân tại chỗ.
Zoro lao nhanh tới dưới sự hoảng loạn tột độ của đối thủ. Tiếng nhạc nền quen thuộc của Anpin nổi lên hào hùng. Chỉ với một nhát chém, anh đồ tảo đã cắt đôi Monet và làm cho cô ả không thể tái tạo cơ thể, mặc dù nhát chém này thì không hề sử dụng haki vũ trang. Zoro quay người bước đi, bỏ mặc lại ánh mắt kinh ngạc của cả Tatsugi lẫn Monet. Đúng là ngầu từ trong ánh mắt, chỉ cần dùng ý chí đã có thể lấn át kẻ thù là đây các bạn ạ. 7. Zoro lần đầu sử dụng haki vũ trang. Ở đời thì cái gì cũng vậy, cứ phải có lần đầu rồi thì mới có thể có lần thứ hai. 2 năm vất vả tập luyện cùng với kiếm sĩ mạnh mẽ mắt dưới Homie Hap, nhưng từ thời điểm Zoro xuất hiện tại quần đảo Sabri, chúng ta chưa một lần nhìn thấy Zoro sử dụng haki vũ trang bọc vào trong đòn đánh. Chắc phần nhiều do đối thủ mà anh đầu tảo đụng độ là chưa thực sự xứng tầm thôi. Đợi chờ là hạnh phúc, cuối cùng tại Derosa, anh đầu tảo đã lần đầu tiên sử dụng đến haki vũ trang của mình. Sau khi nhờ Olympus ném mình bay tới chỗ của gã người đá khổng lồ Pika, Zoro đã lần đầu nhớ về khoảng thời gian tập luyện bên Mihawk và sử dụng haki vũ trang của mình. Luồng haki từ từ bọc lấy từng thanh kiếm và cảnh tượng anh đầu tảo bay lên như viên đạn trên bầu trời đã lấy đi biết bao quả trứng của chị em fan rổ. Chỉ với một chiêu, nhất đại tam thiên, đại thiên thế giới của tuyệt kỹ tam kiếm Zoro đã chém đứt đôi gã người khổng lồ đá Pika ngọt như là chém chuối và ép hắn phải xuất đầu lộ diện để nếm mùi thất bại ngay sau đó. Đúng là có bọc haki toàn thân thì cũng thắng sao được haki sắc màu con cưng phải không anh em? Zoro với Kamazou, sát nhân Killer. Đang trên con đường đi tìm tăng binh Gyukimaru để lấy lại thanh su su của mình, anh đồ tả bắt gặp cảnh tượng Kamazou sát nhân đang truy sát một thiếu nữ xinh đẹp và một cô bé. Với bản tính nghĩa hiệp của mình, Zoro làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn người vô tội bị lạm sát. Mặc kệ cuộc chiến giữa mình và Gyukimaru, anh đầu tảo lao nhanh và đỡ lấy nhát chém của tên sát nhân cuồng sát. Thực chất thì Kamazou lại không phải là ai khác mà đó chính là Killer, sau khi mà ăn phải trái smile lỗi của Kaido. Trận chiến ác liệt giữa hai siêu tư tinh diễn ra, Zoro ngoài phải đỡ những nhát liềm chí mạng của Kamazou còn liên tiếp phải né những pha chém lén của Gyukimaru khiến anh rơi vào bế tắc. Lúc này trên anh rủ chỉ có 2 tinh kiếm nên không thể phát huy hết sức mạnh của bản thân được. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu anh đầu tảo. Anh trực tiếp nhận lấy một nhát liềm xuyên vai phải của Kamazou. Tưởng chừng như Zoro sẽ phải cục ngã sau nhát đâm chí mạng đó, nhưng mà không. Anh đầu tảo nhẹ nhàng nhếch mép mỉm cười, sau đó rút chiếc liềm ra, ngậm vào miệng mình. Có 3 món vũ khí trên người, Zoro như được trở về với chính mình. Luồng sức mạnh bùng cháy trên người đầu tảo tạo thành luồng hào quang màu tím. Tưởng chừng như anh sẽ lại sử dụng tuyệt chiêu Asura, nhưng mà không. Zoro vừa né các chiêu thức của Kamazou, vừa lao đến dùng tuyệt kỹ tam kiếm. Chỉ với một đòn chém, Killer thì trong vai Kamazou đã bị hạ gục một cách nhẹ nhàng. Hiệu ứng đòn đánh kèm theo nhạc nền của anime trong phân đoạn này phải thuộc hàng đỉnh của lòng chảo. Anh em nào chưa xem thì xem ngay để thấy được độ ngầu cực mắc của Zoro nhé. Dùng Enma chém Kaido. Nếu nói Ác Đồ Bánh là phần truyện được Bao Đa dành riêng cho anh ba gà dê gái thì Ác Wano chính là sàn diễn riêng của anh rổ. Tại chapter 1002, sau khi được Phượng Hoàng Marco ship bằng đường hàng không lên đỉnh Onigashima, Zoro bằng kỹ năng kiếm thuật của mình đã liên tiếp gây ra các đòn tấn công lên 2 tứ hoàng là Kaido và Big Mom. Đỉnh điểm của pha combat phải kể đến khoảnh khắc cực ngầu của anh rổ khi mà bóp haki vũ trang vào thanh Enma và chém tứ hoàng Kaido. Anh đầu tảo tích tụ haki cực mạnh vào thanh Enma và tung ra một nhát chém siêu khủng khiếp về tứ hoàng Kaido. Nhát chém này thì mặc dù không trúng đích nhưng mà đã làm bay mất một bên sừng của đảo Onigashima và đã khiến Big Mom, dù là một tứ hoàng, cũng phải hét lên kinh ngạc khi mà nhắc Kaido hãy né tránh nhát kiếm này. Độ ngầu của Zoro trong khoảnh khắc này đủ làm cho cả 2 tứ hoàng của biển cả phải bất ngờ, mặc dù thanh Enma thì vẫn chưa được anh đầu tảo làm chủ một cách thành thạo. Đúng là trận chiến của những con quái vật và Zoro thì là một trong những số đó. Zoro dùng chiêu Asura chém Kaido. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là khoảnh khắc mà anh em ngày đêm chờ ngóng. Trong chapter 1010, khi mà trận chiến giữa các siêu tư tinh và 2 tứ hoàng đã đi sang một ngã rẽ mới, Zoro mặc dù đã hứng chịu những đòn đánh cực mạnh của 2 con quái vật biển cả, nhưng mà vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Biết mình không còn nhiều sức lực, Zoro hét lớn vào mặt tứ hoàng: "Ê, Kaido, mày đả động đến thuyền trưởng của tao đấy!" Ngay sau pha gáy khét của mình, rổ triệu hồn sát khí và trở nên 3 đồi 6 tay trong tích tắc. 3 đầu 6 tay trong tích tắc. Anh đầu tảo thì tung ra chiêu thức Asura kiểu kiếm phái và lao đến cắt qua ngực của Kaido.
Nhát chém này đủ làm cho Kaido dù đang trong trạng thái lai rồng mạnh nhất thì cũng phải hét lên đau đớn và nói: "Nó sẽ để lại sẹo, không lẽ mày cũng sở hữu Haki Báo Vương?" Đây thì cũng là khoảnh khắc hé lộ về Haki Báo Vương mà Zoro có thể sở hữu. Không biết anh em thấy thế nào chứ mình là mình mong đến ngày anime lên hình tập này lắm rồi. Ngầu như thế cơ mà phải không anh em? Ok, và như vậy pha kiếm bao ngầu bao cát này của Zoro cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Các bạn thì còn thấy anh đầu tảo ngầu hơn trong khoảnh khắc nào nữa? Hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với Clan Băng Hải Tặc Samsoi nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nóng nóng nóng, Băng Hải Tặc Samsoi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Samsoi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Samsoi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.